Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lũ hiện nay ở Trung Quốc đã khiến 56 người chết và thiệt hại 10 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc lại sắp hứng bão. Tại thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra lên tới 65,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 10,12 tỷ đô la Mỹ. Hiện đã có ít nhất 56 người chết và tỉnh Hà Nam vẫn đang đếm số người thương vong. Tờ Thời báo Hàn Cầu đưa tin tính đến ngày 24 tháng 9, mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã khiến ít nhất 56 người chết và 495.000 người phải sơ tán tạm thời. Trong đó, riêng thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, ít nhất 51 người đã chết. Mưa lũ đã gây hư hại cho hơn 44.209 ha hoa màu tại thành phố này, gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 65,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 10,12 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin AFP, số người chết do mưa lũ ở Hà Nam có thể sẽ tăng thêm. Các quan chức tỉnh Hà Nam nói với phóng viên rằng tỉnh này vẫn đang đếm số người thương vong. Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đã triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ công tác liên lạc khẩn cấp và đánh giá thiệt hại ở những khu vực bị mưa lũ ảnh hưởng. Trung Quốc cũng đã triển khai 25.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang và dân quân tới hỗ trợ tỉnh Hà Nam. Họ đang chạy đua với thời gian để đưa người dân ra khỏi các khu vực bị ngập lụt. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng triển khai nhóm lính cứu hỏa thứ hai từ 8 tỉnh tới tham gia công tác cứu hộ. Trịnh Châu, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ ở Hà Nam, đang tăng tốc đưa cuộc sống trở lại bình thường khi nước lũ ở một số nơi bắt đầu trút xuống. Đầu tuần này, lính cứu hỏa tiếp tục hút nước bùn ra khỏi các đường hầm. Nhiều công ty nước ngoài, gồm nhà sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản, có cơ sở sản xuất ở Trịnh Châu. Nissan cho biết đã khởi động lại hoạt động sản xuất tại nhà máy của họ ở thành phố này, theo hãng tin Kyodo. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, dự báo bão mới sẽ đổ bộ vào Trung Quốc và tiếp tục gây mưa lớn cho nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão số 14 sẽ đổ bộ vào Chiết Giang, tỉnh ven biển phía Trung Quốc cuối tuần này, có thể mang tới lượng mưa lên đến 300mm ở một số khu vực phía đông Trung Quốc trong 4 ngày tới. Tin bão mới nhất cho biết bão số 14 có thể gây ra những tác động thảm khốc dọc theo bờ biển phía đông Trung Quốc. Bão số 14 được dự báo mạnh lên khi di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc đến hết ngày 25 tháng 9, nhưng cũng có khả năng thay đổi khi gặp một số môi trường cản trở các hệ thống thời tiết nhiệt đới. Bão số 14 sẽ di chuyển vào khu vực có gió đứt tăng vào cuối tuần này. Điều này khiến cơn bão không tăng cấp nhanh khi tiến vào phía đông Trung Quốc, nhà khí tượng học Mary Greenberg của AccuWeather giải thích. Các nhà khí tượng học AccuWeather dự báo bão số 14 sẽ tăng cấp lên tương đương bão cấp 3 ở lưu vực Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương với sức gió duy trì trong 10 phút là 156-181 km/h khi bão di chuyển qua phía đông bắc của Đài Loan, Trung Quốc. Những tác động đáng kể nhất của bão Infa được dự báo sẽ xảy ra dọc bờ biển phía đông, miền Trung Trung Quốc khi bão đổ bộ cuối ngày 25 tháng 9 hoặc sáng sớm ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Bão số 14 có thể bắt đầu giảm cường độ gió vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, khi bão đi qua bờ biển tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc và bắt đầu tương tác với địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, gió giật trong bão số 14 có thể lên tới 160-190 km/h dọc theo và tại phía đông nơi bắt đầu bão đổ bộ. Gió giật mạnh từ bão số 14 có thể gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở kinh doanh, làm đổ cây và mất điện. Ngoài ra, lũ lụt trên diện rộng có thể tàn phá khu vực này ở phía đông Trung Quốc. Khi bão số 14 đến bờ biển Trung Quốc, cơn bão được dự báo sẽ mất động lực di chuyển. Khi bão hoạt động ở khu vực bờ biển từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, bão số 14 có thể kéo thêm hơi ẩm từ biển Hoa Đông vào đất liền Trung Quốc. Lượng hơi ẩm từ biển kết hợp với địa hình khu vực và sự tồn tại của cơn bão số 14 tại đây trong vài ngày có thể gây mưa diện rộng từ 450-600mm dọc theo vùng ven biển của tỉnh Chiết Giang, theo AccuWeather cảnh báo. Nằm ở phía bắc nơi bão số 14 dự kiến đổ bộ, thành phố Thượng Hải được dự báo đón lượng mưa lớn từ 300-450mm.
kèm theo gió giật từ 100 đến 130 km/h. Những cơn gió mạnh nhất có nhiều khả năng xảy ra vào cuối ngày 24 tháng 9 và đầu ngày 25 tháng 9 trước khi bão bắt đầu giảm cường độ gió. Ngoài lượng mưa kỷ lục, gió mạnh ở phía bắc của bão số 14 thổi vào bờ biển phía bắc của Chiết Giang có thể đẩy nước từ biển Hoa Đông vào đất liền, gây lũ lụt ven biển đáng kể và kéo dài. Nhà khí tượng học Jake Shoda của AccuWeather lưu ý, nếu bão số 14 dừng lại gần đó, lũ lụt ven biển quanh Thượng Hải và những thành phố lân cận có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Theo Lord Smith, các hoạt động nhận và giao container đã bị tạm dừng tại các cảng Thượng Hải và Ninh Ba để chuẩn bị đón bão số 14. Khi bão số 14 tác động dọc bờ biển phía đông Trung Quốc vào đầu tuần tới, một khu vực áp cao sẽ phát triển xa hơn vào đất liền để cân bằng lượng khí áp thấp lên liên quan đến cơn bão. Khí áp cao này sẽ mang lại thời tiết khô ráo hơn cho tỉnh Hà Nam, nơi có lượng mưa lũ lịch sử hồi đầu tuần này. Theo dự báo thời tiết của AccuWeather, ở khu vực Tây Thái Bình Dương, các nhà dự báo đang theo dõi chặt chẽ bão nhiệt đới Nepatak mới hình thành. Cơn bão mới nhất được dự báo sẽ hướng về Nhật Bản vào đầu tuần tới và có thể gây ra gián đoạn Olympic Tokyo. Động đất ở Phúc Kiến và Phúc Châu. Kính thưa quý vị, mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định rằng vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 21 tháng 9, một trận động đất mạnh 4,3 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba của huyện Sianju, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến và huyện Vĩnh Đài, thành phố Phúc Châu, tâm chấn 25,6 độ vĩ bắc, 118,8 độ kinh đông với độ sâu tiêu cự 11 km. Cư dân mạng ở Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và những nơi khác cho biết họ cảm nhận được trận động đất. Trận động đất Sianju bắt đầu hoạt động địa chấn vào ngày mùng 4 và nó vẫn đang tiếp diễn. Tính đến nay, cả nước đã xảy ra 3 trận động đất từ 4,0 độ Richter trở lên là trận động đất 4,0 độ Richter ngày mùng 9, trận động đất 4,8 độ Richter ngày 13 và trận động đất 4,3 độ Richter ngày 21. Theo đặc điểm của hoạt động địa chấn trong khu vực động đất và phân tích nền cấu trúc địa chất, trận động đất Sianju xảy ra trên đới đất gãy đảo Siansan Neri có xu hướng Tây Bắc và không gian hoạt động địa chấn về cơ bản phù hợp với cuộc tấn công của đới đất gãy đảo Sianxi Nanchi có xu hướng Tây Bắc. Hoạt động bầy đàn động đất ở khu vực này sẽ vẫn dao động trong khoảng một thời gian và vẫn có thể xảy ra các trận động đất có cường độ 4,5 độ hoặc hơn trong tương lai. Động đất Tiểu Tân. Thưa quý vị, vào lúc 10 giờ 48 phút ngày 12 tháng 9, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra ở huyện Shaoxi, khu tự trị A Ba Tạng và Qiang, tỉnh Từ Xuyên, với độ sâu tiêu cự 10 km và cường độ tâm chấn lên tới 8 độ. Đây là trận động đất mạnh nhất trong lịch sử của khu vực Xiaojin. Nó đã gây ra thiệt hại lớn, nhiều thảm họa thứ cấp và thiệt hại kinh tế trực tiếp nghiêm trọng. Mặc dù có ít thương vong, nhưng nó đã gây ra tác động xã hội mạnh mẽ. Vào ngày 13 tháng 9, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter xảy ra ở huyện Xiaojin, tỉnh Từ Xuyên, tâm chấn lớn nằm ở khu vực Huang Kaoping và Heludiao của huyện Xiaojin. Trận động đất xảy ra ở khu vực Menjang Liang Kekiu, nơi sông Fubian bị vỡ theo hướng Tây Bắc. Một số ngôi nhà bị sập hoặc hư hại một phần do trận động đất nhưng không có báo cáo về thương vong. Chuỗi trận động đất bị cô lập với dư chấn lớn nhất là 2,1 độ Richter và ít dư chấn. Vào ngày 20 tháng 9, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ở huyện Xiaojin, tâm chấn của Jiuquan gần Suluhai ở huyện Xiaojin. Trận động đất cũng xảy ra ở phần Menju Liang Kekiu của đứt gãy sông Fubian theo hướng Tây Bắc. Trận động đất đã gây ra những vụ sập nhà nghiêm trọng, gãy cầu, nứt đất, xa lở đất và đá lăn. Trận động đất đã khiến một người chết, 14 người bị thương nặng, 137 người bị thương nhẹ, 42 ngôi nhà bị sập, 44 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và thiệt hại kinh tế khoảng 200 triệu nhân dân tệ. Chuỗi động đất này cũng là loại cô lập, dư chấn lớn nhất có cường độ 2,9 độ Richter. Trong nghiệm cơ chế tiêu điểm, mặt phẳng nút 2 tấn công theo hướng Tây Bắc. Hướng trục P là hướng Tây Bắc. Người ta suy đoán rằng trận động đất là kết quả của sự dịch chuyển hình sin của đứt gãy có xu hướng Tây Bắc. Dưới ứng suất nén chính có xu hướng Tây Bắc, mặt phẳng nút 2 là mặt phẳng đứt gãy chính của trận động đất. Cấu trúc tạo ra động đất là đứt gãy sông Fubian, có 32 trạm điện chấn và 20 trạm tiền thân khác trong phạm vi 300 km quanh khu vực động đất. Trước trận động đất đã có 11 dị thường địa chấn và 17 dị thường báo trước khác. Đối với các trạm dị thường trong phạm vi 300 km, tính từ tâm chấn, tỷ lệ các vật thể dị thường lần lượt là 65% và 36%.
vào ngày 18 tháng 9, một trận động đất khác có cường độ 5,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Seojin, tâm trấn của Juwan, nằm ở khu vực Baeyongpin, thị trấn Langhae, huyện Seojin. Trận động đất xảy ra ở phần đông nam của đới đứt gãy Phubianhae, có xu hướng tây bắc. Thiệt hại do chấn động mặt đất gây ra bởi trận động đất này nặng hơn do chồng chất. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.